Dạ, hello em. Không lấy nó buồn cười á anh em ơi, không lấy nó bị buồn cười ấy. Bây giờ thì cân nhắc mình sẽ lấy con Omen. Lấy con Omen. Chơi kiểu cục xúc luôn anh em ơi. Chơi cục xúc, chơi hủy diệt từ đầu game luôn. Đồ không phải quá đẹp nhỉ. Rồn phát nữa xem con này. Mình lấy thêm con ấy mà không có anh em ơi, mình lấy thêm con Grab mà không có. Ôi chịu thôi. Chết, không chết. Vẫn ra sát thương pha chuẩn lắm. Ê, có Grab nè. Khóa lại anh em ơi. Chúng ta phải khóa lại rồi chứ, bây không biết làm thế nào. Mà sao ra mua. Không cần check luôn anh em ơi, các bạn bắt mình thì bắt. Đánh thế này rồi, tự ý cũng sẽ người bắt mình được thôi. Hồi luôn, chết nó luôn. Chết rồi, vẫn thua rồi, thua game này rồi. Ô, không thua, không thua, không thua, không thua. Khóa này rồi không? Ok. Lại chắc ăn. Bỏ khóa này. Ok chưa? Mạnh mấy phút, 4 hắc ám em ơi. Rồi em thích chơi gì thì chơi. Thả góc này. Góc này mình khá thổi khá là xấu nhỉ. Nên thổi một góc đẹp hơn không? Nào đánh hắc ám gì bây giờ? Hắc ám tự săn quỷ à? Hay hắc ám gì anh em? Hãy cho mình một bài vở gì đó đi. Ôi dồi ôi em. Quay ra quay vào còn có 5 con rồng anh em. Em chơi game ác liệt thật đấy. Quay ra quay vào còn có 5 con rồng. Em chơi vậy chịu rồi. Ai trời ơi, 5 con rồng mà đánh game gì nữa. Bây giờ ra cái thương nữa thì trưởng 5 con rồng á. Mình cầm 3 con. Quay vào 5 con rồng nhá, các em lấy 8 con à. 8 con mình cầm 3. Cũng chỉ nên cầm 3 ấy, chỉ cần cầm 3 thôi anh em. Fuck me. Rồng đứng giữa rồi. Sẽ dùng chéo rồi sẽ ngon hơn. Dùng tầm này này, tầm góc này. Rồi làm mắc tinh nhá. Hai con trợ thủ. Trợ thủ được, hên xui nhưng mà thật hơi tốn tiền anh em ấy. Khá là nghèo ở đây ấy. Cứ mắc ám tiếp thôi. The door to another dimension opens now. Thổi giữa đẹp hơn anh em ơi, thổi giữa đẹp hơn. Nhìn đi nhìn lại rồi, thổi giữa vẫn đẹp hơn. Đẹp thế, gặp đúng bạn này. Này thì chả góc nào thổi đẹp cả, ngoại trừ góc thương bên kia rồi.
Rồng mình thử là hai phát không? Anh ném đồ vô rồng không? Nó thủ hai phát. Không sao, chết thì đấu thua thì mình lại có thêm đồ ngon. Thêm cái thương nữa thì mắc bình. Nagot nhiều người tặng có. Thích thánh. Trời hết. Hết đôi nhì thử đã lâu, trôi theo ngày yêu dấu. Nèo 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 nèo. Phổi thẳng đẹp này. Phổi thẳng tạm tạm được. Bạn này gặp rồi. Bạn này thì ui thổi chéo góc kia đẹp. Thổi giữa cũng được. Thổi giữa được. Thổi giữa hơi lỏ. Sổ năm bạn không đi bạn nào vẫn cần hết được anh em ơi, thoải mái. Master of the secret. Ta cứ phôi phai nhạt màu bàn chân của. Cái góc thổi góc đẹp nhỉ. Có thổi giữa ngoài đẹp này mày. Các bạn anh em anh trợ thủ nhiều ấy. Đây ai nhà trợ thủ à? Boy hơi ít, trợ thủ thì nhiều. Nagot cũng còn nhiều anh em. Thôi chết rồi, bán thử bán thần đi. Bán thử trợ thủ kia chứ. Nên cho floor được em. Bắt đầu hết voi rồi. Goodbye yellow big road. Sao giờ phải đánh thử một phát nhỉ? Say goodbye, nó bị cưa vô. Lâu à? Đang hơi cân nhắc anh em ơi.
Chéo góc này cũng hơi xấu mà thôi, tạm biệt. Latte sấy đẹp này. Máy này không sấy chết dầu mình. Còn một nhịp thôi. Azenka OT là một nhịp. Chết nhiều phết này á. Người chống cự yếu ớt thôi chứ cũng không làm gì. Cần mối thương. Lau này thì chờ một đồ, nhưng nếu ra đồ 40 mana thì lấy lau. Lấy lau cầm máu cũng được nhưng mà tụt này lau hơi lỏng. Không cần lau đâu. Chết bán sư nữa. Lỡ bán. Phải đấy quên mất 30 vàng em ấy. Nhầm quen tay ấy. Từng con Narcot 10 con, sớm muộn thì cũng có. Dầm nó không có gì, nó thổi nó nhiều nhà quá, mình không biết phải xử nhà nào bây giờ. Đúng nhà này này, gọi nhà này thổi đẹp. Mày hả bởi giống carry bốc ba phát hết sân. Càng ngày càng ít anh em ơi, không nên tám không tìm được. Ủa, nó phải đẹp thế. Cầm máu thôi chứ không tiêu diệt luôn. Tiêu diệt được không nắp nữa. Ơi giời ơi, thật là khổ. Voi và 1. Sắp lên voi 2. Bản thân cũng lại thôi. Góc này thổi đẹp nhé. Chỉ đứng đây thổi đẹp thôi. Cũng đẹp, góc này thổi cũng đẹp này. Oh.
Đồ gì đây các bạn ơi? Hay lắm các bạn ạ. Ba đồ luôn anh em ơi, tin tưởng nó. Tin tưởng lắp này hơi sai không nhỉ? Nhiều góc nó hơi xấu. Không sao. Chọn lòng tin. Rồng thổi đẹp này, nhưng mà rồng cũng không được thổi luôn. Nắp kiếm nắp hai yên tâm em ơi, rồng thì chắc là chắc chỉ ba con thôi đấy, ngoại trừ ba con rồng lúc đầu mình lấy ra không có con rồng nào nữa luôn mà, quá là hiếm có. Đi phù thủy à, chính là phù thủy cũng được, lấy một cái phù nhận phù thủy. Nắp mấy con tìm lên nắp hai chơi. Lấy rồng đi. Còn 5 con. Kiếm được ấy, mình roll luôn nhỉ, roll luôn không? Tiết kiệm tí tiền cũng được. Tiết kiệm một tí đi. Ra góc đánh tim. Rồng thì hên xui sẽ thổi được. Ui con cắt này. Sao không câm lặng con này đi vậy, câm lặng con này đi. Đấy, câm lặng nó thế mày, chơi dễ không? Phải trực tiếp mà nó cũng chém vào ngoài mình. Nắp thì vẫn carry thôi. Dầu thì mình để đếm ngọc đại sao không? Dầu thổi luôn được mà mình cũng nghĩ không cần. Trông có vẻ là tươi tắn rồi đấy anh em ơi. Đời vẫn đẹp sao lại tươi tắn rồi. Lấy phù thủy không cần lắm nhỉ, hay đánh 6 phù thủy nhỉ, 9 phù thủy nhỉ, 6 phù thủy là thêm cái gì nhỉ, Illumia này, Lily này, Lily là 1 này, đánh 4 này, hết chỗ, hết sót tưởng anh em ơi. Mình thấy Illu rất là khỏe nhá, Illu sẽ bùng phát gần như chết luôn ấy. Để tốn chỗ, để tốn slot. 9 phù thủy, 175% các thương. Voi công ty đi em, mình cho nát công ty. Mà món cá này lại cần này. Cấm nặng nó đi, cấm nặng nó đánh thường là chết. Ok. Razenka thì đã được việc trong việc counter von cát đấy, nếu mà không có choi, thậm chí có choi thì late game nó vẫn con này mà sống được là cũng carry được, cũng thú vị anh em ơi. Bắt đầu chú trọng Razenka dần hơn. Dùng thổi chéo đây được nhỉ, thổi chéo đây. Voi ba sớm nhỉ. Voi công ty nào em? Là con công ty nào em? Chết mất con voi này rồi. Voi ba kia đi đấy. Ôi đẹp này. Đánh thường chết không? Ê! Mày thế con rồng hai này gánh. Chỉ cần may mắn mà. Con cát là bay các bạn. Bảy bạn con cát. Thêm được bay các bạn.
hình chín bạn sẽ tăng sao vào. Illusion này không đẹp lắm anh em ơi, nên là mình sẽ chơi không có cái thương ngon, thương ném trong rồng là có xuống MP bình thường. Lily Lily không tươi lắm. Hai rồng, hai đánh hai rồng. Rồng một đồ này đồ kia. Cần thiết lắm nhỉ. Rồng đi cho voi được này, nghĩ cho rồng tín hơn, rồng mà châu châu được là khác nhiều anh em. Chắc thương nhá, trận này chả ai có thương, trốn phết. Ai à, không ai có thương nhưng mà lại ulti được thẳng góc à. Quy cái thằng bị teo. Mày để giết được thêm mấy thằng không vẫn đi. Double begin. À, Kazot. Rồi không tin. Cái này khá ngon này, mình lấy này luôn đi. Tin tưởng. Cái này cho rồng cũng được. Nhìn rồng ở đứng giữa rồi. Cho nó có thể nó ulti luôn này nhưng mà mình cũng không cần lắm. Đi chậm một giây à, cũng hơi lỏ nhỉ. Sao ulti luôn, nhưng mà ulti luôn lại không có hay kết. Mình cũng muốn con đấy có hay kết cơ anh em ơi, quan trọng là như thế. Cái này thì ulti luôn cũng ulti được nhiều lần. Được thì cho nó ulti luôn sớm đi. Quan trọng hơn kết là phụ thôi. The door to another dimension. The thrill of battle. Justice wins nights to me. I'm in the whip with authority, looking like Scabby. She got a body, ay. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's. And the book deserve it. Put her work for the money she earned it. Give me top every night. Listen, đến đây nó không bay được. Đi nhóc. Tự nhắc nó có con rồng 2 nữa thì mình ném con rồng nó vào đây nhá. Còn thằng ca góc đi. Cát bên này. Tót bên này. Bên trong công ty này. Chắc mình cần con Azenka 2 đấy anh em ơi. Cầm lặng, nó có ulti. Nó có ulti thì nhiều phết em ơi, ba đồ này ulti nhiều phết. Không ăn thua lắm nhỉ, phải thêm truy hồn mọi thứ. Ăn cân kèo nhau thôi. Bớt máu đi. Hai rồng thật anh em ơi. Không thế mà không ngờ hai rồng thật. Thế này bỏ đi này, kiếm con này phát. Nhưng mà con này lại cần thêm con đi rắc. Chính xác là anh ta luôn. Victory. The thrill of battle. I have
Khách cánh chưa kịp sang, mình sẽ chờ một giây nhé. Chờ pha sau nhé. Chơi hai dòng. Chịp quá hoàn thành cái gớm quá anh em, mình con cát mình không làm gì được. Conacot cầm sách thánh cũng quan trọng nhỉ. Ui Conacot cầm sách thánh carry vãi. Bỏ sách thánh đi cũng hơi tiếc nhỉ. Không sao, sẽ có con khác carry nó. Rìu. Chắc đấy là Zen K2 thôi anh em, tìm Zen K2 phát. Và sau nhé. Nhà họ đánh thưởng 2 phát rồi. Mana rồi. Lên cát 2 này. Con cát 2 này. Oh, Ron nó hết cả tiền. Ron hết cả tiền mà không chơi được con cát 2 anh em ơi. Chịu đấy. Hai này khác gì nhau, bây giờ mình đối xứng. Chơi game đối xứng. Hai có mình công ty chậm hơn này. Voi này công ty không hết cả team này. Bên kia mình vẫn choáng được này. Bên này mình voi chéo nhỉ. Voi chéo cả con cát mình à. Các mình ra một mệnh nhé, thoải mái. Thắng mặt này này, ok. Được thứ bình thường kia. Truy hồn cần đấy. Hai kết này ném cho rồng này nhá, truy hồn. Thế truy hồn ném cho con rồng cũng được. Cho mình con rồng này sang đây để nó tanh. Mình nghĩ sống được anh em ơi. Con cát bên này, thêm bên kia, thêm bên này. Mình nghĩ sống được, cầm cho con rồng, cầm truy hồn nó sẽ tín hơn đi. Voi chắc không lên được rồi. Rồng 3 không cần lắm. Rồng truy hồn đi. Hay kết cho nó có. Rồng này. Rồng này thổi góc này thôi. À truy hồn sang bên này. Ờ không sao. Rồng mình thổi truy hồn sang bên đấy. Rồng mình có vai A. Thổi truy hồn. Đánh con Nacot này đi này. Đánh Nacot này xong đánh con Thên này, ui này, không được em. Không cần được. Vậy cho Nacot truy hồn có ngon hơn em nhỉ? Vì cho Nacot truy hồn ngon hơn. Hoặc là đẩy hẳn góc này sang con rồng à, sang hẳn bên sát bên này. Để con rồng nó thổi được vào con cát. Để cho Nacot truy hồn được em. Hơi tiếc thôi. Cân nhắc thôi anh em ơi. Vậy thôi anh em, video này kết thúc rồi. Thích thì hãy like, subscribe. Hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.